to take you on the journey to Mekong Delta to see two of our classrooms and meet some of our students. Khi mà em được vô cái lớp học này thì em cảm thấy là em bắt đầu có đầu óc sáng tạo và nhanh nhẹn hơn, cũng như là tự tin, mạnh dạn tiếp xúc với mọi người. Công nghệ thì luôn luôn phát triển và KidSpy sẽ không có dậm chân tại một chỗ. Khi tham gia chương trình của KidSpy, nó có ý nghĩa với em là giúp em hiểu nhiều về máy tính, có thể lập trình nhiều loại robot khác nhau, giúp em tự tin đứng phát biểu trước mọi người. As a teacher, KidSpy program is so meaningful to me. It gives me a chance to help the students know about themselves, understand their values, and develop the necessary skill. Bởi vì trước đây thì em từng là một học sinh sống trong cô nhi viện và em cũng có tham gia chương trình vi tính của tổ chức KidSpy, và em biết được những cái thử thách mà các em đang phải đối mặt, và em tin rằng chương trình sẽ có thể giúp cho các em có thêm nhiều những kỹ năng để mà các em có thể vận dụng nó trong cái môi trường đại học cũng như là môi trường thực tập trong tương lai. Thank you. Thank you so much.